Tại vì bữa nay có đoàn bảo vệ mọi người, thì sư đi bên cạnh có em của sư á, mọi người, anh Tình á, để bảo vệ sư và các anh em đi theo để bảo vệ, không cho anh em vô gần để quay YouTube nha mọi người nha. Thì bây giờ sư đang đi, thì 6 giờ sáng là sư đi rồi. Thì mọi người theo dõi clip nha mọi người nha. Thì sư đang đi trên đường khất thực đó, thì trời lúc này đang mưa nha mọi người. Nói chung là những Phật tử đi theo mà đứng hai bên đường á, rồi bận áo mưa tại trời đang mưa mọi người, nó cũng hơi trơn trượt. Chắc này mình nghĩ chừng vài ngày nữa là chắc đông lắm mọi người, tại vì thầy mới đi mấy ngày nay thì cũng ít người mà biết đó mọi người. Chắc còn mà nếu mà biết rồi thì lên thông tin, nhưng mà biết rồi thì các tỉnh về rất là đông, mình cũng sợ là chắc trở ngại nữa, thầy là ẩn lại nữa chắc thầy không đi được nữa mọi người, tại số lượng đông quá, nó càng ngày càng đông lắm mọi người, mỗi ngày mỗi thêm tăng thêm người nữa nha mọi người. Nhưng lần này mà thấy đông mà nhưng đi cũng là hơi trật tự nha mọi người nha. Dẹp hai bên để cấm cãi cho thầy đi, tại vì lần này đi có tổ chức đó mọi người, có hướng dẫn đi tổ chức để thầy đi, chứ còn đi mà như lúc xưa thì không thể nào đi được. Mà lúc này đi cũng có thời gian chứ không phải đi lung tung như lúc trước nha mọi người. Bữa nay sư ra đi thì cũng hơi nhanh nha mọi người nha, thì nó hơi vội vã một tí. Mọi người theo dõi sư đi nha mọi người, thì mọi người yên tâm nha, sư bữa nay ra đi thì thấy cũng khỏe mạnh bình thường nha mọi người nha, cũng như là lúc xưa thôi, chứ không có sức khỏe, sư cũng vẫn khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì. Rất là yên tĩnh nha mọi người, không có ồn ào như lúc trước đâu. Không biết như thế nào chứ hiện tại giờ là sư chỉ đi trong nông trường thôi mọi người, chứ không đi ra ngoài nữa nha mọi người. Đi ra ngoài thì không quản lý được đó mọi người.
ở trong trường thì có một số anh em để quản lý cho thầy đi chú đi á, để khỏi bớt ồn ào á mọi người. Tuy rằng đợt này thì cũng nhiều mà nhân dân không bằng như đợt trước nha mọi người. Đợt trước rất là đông, đợt này tại vì cũng có số lượng bao nhiêu để đi theo thầy thi sư thôi, chứ còn nhiều quá thì sư đi không có được. Bây giờ đi thì nó hơi nghiêm túc, nó hơi ít ồn ào á mọi người, đi yên tĩnh tí. Thì anh em quay thì đứng ở ngoài quay thôi mọi người, chứ con không có vô được quay hình ảnh của thầy của sư đi thôi, chứ không có vô trong được, tại vì không có thể làm ồn ào để sư không có đi khất thực được á mọi người. Thì cũng phải giãn ra để cách xa ra để mình quay, chứ không có đi vô gần. Trước kỳ thì đi theo trực tiếp là vô gần quay được, chứ bữa nay đi không có vô gần được nha mọi người nha. Tại những anh em mà bảo vệ không cho những người quay phim hoặc là những người mà ồn ào vô để làm mất trật tự thầy sư đi không có được. Bà con càng ngày càng đông nha mọi người nha. Thì những người mà mình nên nhớ là những người mà đi rồi á, mình khuyên là những người mà đi rồi á mọi người, người nào mà đi rồi thì đánh lễ cho thầy rồi thì về để người khác người ta chưa thấy thầy, người ta chưa đánh lễ, người ta sắp xếp người ta vô nữa. Chứ giờ đi đông mà càng ngày càng vô đông thì làm mất an ninh trật tự, thầy đi không được mọi người, đi nó không có được thoáng được thông suốt á, nó nghẹt. Thì bữa nay mình thấy đi thì nói chung là người dân thì cũng hơi ý thức á mọi người, thì người ta cũng dẹp hai bên đường để cho thầy đi, đi cho nó thoáng thầy dễ đi, chứ còn đi mà ồn ào hết chặn đường cũng xá thầy đâu có đi được. Đó, hết lớp này ra rồi tới lớp kia vô mọi người, rất là đông luôn. Trời thì mưa càng ngày càng lớn nha mọi người nha.